các trường đại học chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của sinh viên có trường cho nghỉ Tết đến 30 ngày. Đến hiện tại, nhiều trường đại học đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 tới sinh viên và các cán bộ giảng viên. Trung bình, thời gian nghỉ học của sinh viên là từ 2 đến 4 tuần, trong đó lịch nghỉ Tết Nguyên đán dài nhất có thể kéo dài đến 30 ngày, nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc khi sinh viên trở lại trường nhưng vẫn đảm bảo tiến độ đào tạo. Nhiều trường còn lên kế hoạch giảng dạy trực tuyến từ 1 đến 2 tuần trước và sau kỳ nghỉ Tết. Theo đó, khu vực phía Bắc, các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ cho sinh viên nghỉ từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, trường Đại học Ngoại thương, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Học viện Ngân hàng, Đại học Thủy lợi, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ cho sinh viên nghỉ từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, tức ngày 25 tháng 12 đến ngày 15 tháng 1. Trường Đại học Thương mại, Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ nghỉ từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1. Các trường Đại học Thăng Long, Đại học FPT sẽ nghỉ từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1, tức ngày 25 tháng 12 đến ngày 7 tháng 1 âm lịch. Đại học Kinh tế, Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, tức ngày 23 tháng 12 đến ngày 8 tháng 1 âm lịch. Đại học Hoa Sen sẽ nghỉ từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, tức ngày 25 tháng 12 đến ngày 8 tháng 1 âm lịch. Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương cơ sở 2 sẽ nghỉ từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, tức ngày 25 tháng 12 đến ngày 8 tháng 1 âm lịch.